Xin chào các bạn học sinh yêu quý. Hôm nay cô Hạnh quay trở lại để chia sẻ cùng các bạn một cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn học sinh giỏi quan tâm, đó là làm thế nào để săn được những cái suất học bổng cao tại Úc. Thì hiện nay rất là tuyệt vời là có nhiều trường đại học Úc cung cấp những cái suất học bổng cao cho học sinh Việt Nam trị giá 40%, 50% và 100% học phí. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể biết được rằng là mình có nên săn những cái suất học bổng này hay không, mình có đủ điều kiện để mình ứng tuyển vào những cái suất học bổng này hay không? Thì sau đây là một số những cái thông tin quan trọng tôi chia sẻ để các bạn tham khảo chuẩn bị. Trước hết đấy, thì với những cái suất học bổng cao ấy, thì các trường đại học Úc cũng có những cái yêu cầu rất là cao với học sinh. Các bạn nên có điểm trung bình lớp 12 đạt 95% trở lên, hoặc là càng cao thì càng tốt, và điểm IELTS của các bạn tối thiểu phải đủ để trúng tuyển vào khóa học của mình. Đối với sinh viên đại học là từ 6,5 trở lên, hoặc là 7.0 và 8.0. Đối với những các bạn học sinh thạc sĩ thì nên có điểm trung bình đại học là từ 8,5 trở lên và điểm IELTS cũng là từ 6.5 trở lên. Và cái tiêu chí mà trường đại học ở Úc xét ấy, thì dựa trên những cái tiêu chí chính là đầu tiên ấy, là theo cái điểm trung bình của lớp 12, tiếp theo là cái điểm IELTS. Thêm nữa là các trường sẽ nhìn vào những cái hồ sơ của các bạn bao gồm CV, bài luận, những cái video mà các bạn thuyết trình giới thiệu về bản thân, và những cái giấy khen hoặc là những cái cúp khen thưởng thể hiện cái điểm mạnh của các bạn mà các bạn đã có được trong cái quá trình học tập. Cái quy trình xét tuyển học bổng của các trường đại học Úc thì thường là trải qua 3 bước. Bước thứ nhất là trường họ sẽ yêu cầu các bạn học sinh nộp hồ sơ để trường xét và sau đó về cho các bạn thư mời học, tức là giấy báo trúng tuyển. Bước số 2 thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ xin học bổng theo yêu cầu của trường. Và bước thứ 3 khi mà trường tiếp nhận rồi thì trường sẽ xét. Và thời gian xét ấy, thì trung bình sẽ kéo dài từ 2 tuần cho đến 2 hoặc 3 tháng tùy theo từng trường. Và thật là tuyệt vời khi mà các bạn nhận được những cái thư thông báo trúng tuyển và có bổng cao từ các trường đại học Úc. Cô cũng muốn dặn các bạn học sinh săn học bổng chú ý thêm là khi mà chúng ta tìm hiểu về học bổng ấy, thì chúng ta cũng chú ý là cần phải có một cái bảng tính toán chi phí du học của mình. Thông thường các trường thì chỉ cho các bạn học bổng cho cái phần học phí thôi. Các bạn vẫn sẽ phải tự chuẩn bị cái tiền sinh hoạt phí của mình. Hiện nay thì cái mức sinh hoạt phí tại Úc thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 16.000 đô la Úc một năm cho đến 22.000 hoặc 23.000 đô la Úc một năm tùy theo thành phố mà bạn sống hoặc là tùy theo cái cách sinh hoạt của bạn. Khoản tiền số 2 mà chúng ta cũng phải chú ý chuẩn bị nữa đó là cái số tiền học phí còn lại sau khi trừ học bổng là bao nhiêu. Vậy thì hiện nay cái mức học phí của các trường đại học Úc đang dao động khoảng từ 30.000 cho đến 50.000 đô la Úc một năm. Và khi mà các bạn đạt học bổng ví dụ 50% thì các bạn vẫn sẽ cần chuẩn bị một nửa cái số tiền còn lại. Như vậy các bạn sẽ thứ nhất là tính toán cái số tiền mình có cho một năm học là bao nhiêu, và các bạn sẽ nhân với cái số năm, và các bạn sẽ học có những cái khóa học dài 3 năm và có những cái khóa học sẽ dài là 4 năm, thì chúng ta sẽ có một cái con số tổng tiền ngân sách cần chuẩn bị cho việc đi du học. Một điều rất là tuyệt vời mà các bạn cũng nên chú ý, đây được xem là một bài toán đầu tư khi chúng ta đi du học Úc, đó là khi mà các bạn bỏ ra một khoản chi phí để du học tại Úc thì chính phủ Úc luôn luôn tạo những cái điều kiện rất là thuận lợi cho các bạn. Thứ nhất là các bạn được phép đi làm thêm trong cái quá trình là sinh viên. Thứ hai là các bạn sẽ được cấp visa lại làm việc rất là dài tại Úc sau khi học xong. Tùy theo từng chương trình thì các bạn có thể ở lại Úc từ 2 năm cho đến 5 năm, 6 năm sau khi tốt nghiệp. Chi tiết hơn thì các bạn hãy xem ở phần mô tả dưới video này. Thì trên đây là cô đã vừa chia sẻ cho các bạn những cái thông tin cơ bản nhất làm thế nào để hiểu về cách săn những cái suất học bổng cao tại Úc. Và để có thêm thông tin chi tiết hơn thì các bạn hãy xem ở phần mô tả dưới video này. Xin chúc mừng các bạn học sinh giỏi đang tìm hiểu những cái chương trình học bổng tại Úc, và cô mong rằng các bạn sẽ nhận được những cái suất học bổng cao của các trường đại học Úc cung cấp cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.